Trước khi đi vào chi tiết về phương pháp hạch toán quá trình mua hàng thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua xem các trường hợp có thể phát sinh khi mua hàng là gì. Thứ nhất, phản ánh về giai đoạn hàng chúng ta nhận về thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là hàng mua về đã nhập kho. Trường hợp thứ hai, hàng mua về và đến cuối kỳ chưa về nhập kho, tức là chúng ta phản ánh vào hàng mua đang đi đường. Và tương tự như vậy, trong giai đoạn thanh toán thì cũng sẽ có hai giai đoạn. Thứ nhất, trường hợp các bạn đã thanh toán ngay thì chúng ta sẽ sử dụng tài khoản tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. Và thứ hai là trường hợp chúng ta chưa thanh toán thì các bạn sẽ phản ánh vào tài khoản phải trả cho người bán. Bây giờ các bạn sẽ cùng đi vào nghiên cứu sâu hơn về từng trường hợp mua hàng cụ thể. Trường hợp 1, mua hàng đã về nhập kho, thanh toán trực tiếp cho người bán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. Lúc này hàng đã về nhập kho cho nên các bạn sẽ ghi nhận giá trị hàng hóa vào tài khoản nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ hoặc hàng hóa. Cụ thể các bạn ghi nợ tài khoản nguyên vật liệu nếu mua vật liệu, nợ công cụ dụng cụ và nợ hàng hóa. Mua hàng trường hợp doanh nghiệp hạch toán VAT khấu trừ, phát sinh khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, các bạn sẽ ghi bên nợ tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Và phản ánh số tiền thanh toán bằng tiền mặt, chúng ta ghi có tài khoản tiền mặt hoặc có tài khoản tiền gửi ngân hàng. Cũng có thể là vay ngắn hạn để thanh toán, ghi có tài khoản vay ngắn hạn. Tôi lấy ví dụ như sau. Mua một lô công cụ dụng cụ nhập kho, giá mua chưa bao gồm thuế là 100 triệu, công ty thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản. Ở đây trước khi định khoản cái nghiệp vụ này thì chúng ta cùng phân tích xem cái nghiệp vụ này nó liên quan đến mấy đối tượng kế toán. Đối tượng đầu tiên, mua công cụ dụng cụ, hàng đã về nhập kho. Đối tượng thứ hai liên quan đến thuế giá trị gia tăng, khi chúng ta mua hàng là được khấu trừ. Và đối tượng thứ ba đấy là công ty thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản. Có 3 đối tượng kế toán trong nghiệp vụ này. Thứ nhất, khi chúng ta mua công cụ dụng cụ về nhập kho, tức là giá trị của công cụ dụng cụ sẽ tăng lên. Công cụ dụng cụ tăng lên, các bạn sẽ ghi bên nợ tài khoản công cụ dụng cụ. Đồng thời, khi chúng ta mua hàng phát sinh khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, doanh nghiệp sẽ có khoản thuế này tăng lên. Đây là khoản tài sản, do vậy khi thuế tăng lên chúng ta cũng sẽ ghi phát sinh bên nợ, nợ tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Cuối cùng, đối tượng cuối cùng, chúng ta thanh toán bằng chuyển khoản, tức là thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng đấy ạ. Khi các bạn thanh toán bằng tiền gửi thì tiền gửi sẽ bị giảm xuống. Tiền gửi là tài sản, tiền gửi giảm xuống chúng ta sẽ ghi bên có tài khoản tiền gửi ngân hàng. Sau khi xác định được nợ có rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng điền số tiền. Thứ nhất, giá trị của công cụ mua về được xác định là giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng, mà đề bài cho giá mua chưa có thuế là 100 triệu đồng. Vì vậy chúng ta sẽ ghi vào đây là 100 triệu đồng. Thứ hai, khoản thuế 10% của 100 triệu đồng tức là 10 triệu đồng. Và tổng số tiền các bạn phải trả cho người bán hàng là bao gồm cả có thuế và cả chưa thuế, tức là 110 triệu đồng.